Bạn ơi, đây là dễ bông tươi nha, 9 đồng 99 trên một bó đây nè. Bông đẹp lắm các bạn. Đó, rất là đẹp. Đây, còn đây là mặt ong 10 đồng 79 sen. Với một cái này nặng quá. Mình nghĩ là nó sẽ không bằng như ở Việt Nam mình. Tại vì á, ở Việt Nam mình sẽ có những cái honey từ trong cái rừng mang ra. Còn mình nghĩ cái đó là nó sẽ pha nhiều đường rồi. Còn mấy cái này là bánh của studio của mấy đứa nhỏ thôi, ăn chung với sữa. Còn những bánh này là dành cho bạn đót á. Đó có hình sẵn rồi các bạn biết. Mình sẽ đi qua gian này. Gian là gian đồ đóng hộp. Đây là đậu đen. Đấy, tất cả đều đóng hộp hết. Ở đây có mít sấy khô nha các bạn, nhưng mà không được giòn như ở mình. Cái gói đó là 7 đồng 97 sen. Đây là trái chà là nè các bạn, nguyên một gói như thế này. Đây là mứt chà là của mình á, 8 đồng 99. Đây đặc biệt có trái sung này, trái sung sấy khô này, ăn cũng lạ và ngon lắm. Nó 10 đồng 99. Nó không có được sồi sấy nha các bạn, nó là 16 đồng 49. Nói chung là mắc. Đây là hạt chia nè các bạn, 6 đồng 89. Hạt chia nó organic luôn. Đây là ốc chó nè các bạn. Ốc chó này là loại tốt nha, chứ không phải ốc chó mà bự bự mà nát ra đâu. Cái này 12 đồng 99 cho một bịch này. Qua tới dãy này là đường nè các bạn. Đường thì có đủ loại đường, bịch lớn, bịch nhỏ, đường vàng, đường trắng, đường organic, đường không organic, đủ thứ. Rất là hăng say với các bạn. Đây là dãy thuốc nè các bạn. Đó, nguyên một dãy thuốc luôn, đủ các loại thuốc, đa phần là thực phẩm chức năng. Thường là những cái Việt kiều á, hay về nước á, hay mua những cái sản phẩm chức năng này để về biếu. Rất là nhiều loại. Có cả đủ loại kem đánh răng, bàn chải đánh răng luôn nha các bạn. Còn bên đây là xà bông. Còn bên đây là bên dãy bánh kẹo nha các bạn, sô-cô-la nè. Đủ loại hết. M&M nữa. Đây là dãy kẹo Sài Gòn. Đây, nhìn những cái mặt hàng này là biết chỉ có ở Mỹ rồi. Việt Nam cũng có, nhưng mấy cái siêu thị mà 24 giờ các bạn có mà sẽ mắc hơn. Đó, bên đây là cũng là sô cô la đây. Hộp sô cô la này rất là đẹp, có thể biếu được. Giá nó đang sale các bạn là 9 đồng 99. Đó, mỗi khi là giá nó khoảng 12 đồng mấy đó. Cái hạt, tất cả các loại hạt. Đó, tất cả các loại hạt để ăn đó các bạn. Như là hạt mắc ca, hạt điều. Nè, các bạn nhìn hình nè, đó, nó mix lại với nhau. Ở đây cũng có hạt mắc ca luôn, nhưng mà rất là mắc. Nó là 17 đồng 99. Đừng nên ăn hạt mắc ca ở Mỹ tại vì nó mắc quá. Còn đây là cái line đi ra tính tiền nha các bạn. Đó, mình nãy giờ mình lựa có nhiều đồ đây. Có nhiều đồ đây, đủ thứ hết. Có cả hạt chia rong biển. Tính từ cái góc này nhìn xung quanh rất là rộng nha các bạn. Đó, rất là rộng. Rồi, ở trên trần nhà rất là rộng, rất là sáng. Cây quạt bự quá. Bây giờ mình sẽ đi ra tính tiền. Mình đang đứng ở quầy đang tính tiền đây các bạn. Mình đang chặt tiền. No cash. Right. Đây là dãy vừa tính ra tiền ra là có cái dãy bán bánh. Các bạn muốn ăn loại bánh nào thì cứ nhìn hình ảnh và trả tiền thôi. Đó, mọi người mua bánh xong là mọi người có thể là ra ghế đây ngồi ăn được nè các bạn ơi. Bên dãy ngoài cửa thì có bán những cái bánh xe và cái này là membership thôi. Đây là cửa ra nha các bạn. Mình vừa mới đi chợ Costco xong, mình đã mua xong hết một giỏ rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Các bạn nhớ like và subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Bye bye.